lòng từ bi của xác trôi. Một ngày kia, Đức Phật nói với A Nan: kiếp xa xôi ngày trước, ta từng là một thương gia giàu có, cùng với thương nhân khác cùng ra biển tìm châu báu. Khi chúng tôi đã đến nơi có châu báu, mọi người tủa ra biển đi tìm kiếm, tìm được rất nhiều báu vật quý giá. Khi chúng tôi chở đầy báu vật trở về nhà, không ngờ giữa biển gặp sóng to gió lớn, thân tàu bị sóng lớn đánh gãy, mọi người đều nhảy tòm xuống biển. Có người biết bơi, có người nắm được tấm ván tàu. Còn những người không biết bơi, lại không bắt được vật nổi trên biển, thì bị sóng lớn cuốn trôi ra biển xa. Lúc này ta mang theo phao nổi trên biển, bình an trôi nổi trên biển. Ta thấy không xa có năm người lái buôn, tay nắm tay, bồng bềnh chìm chìm nổi nổi trên mặt biển, sinh tử trong tích tắc. Họ nhìn thấy ta an nhàn trên mặt biển, lướt đi băng băng trên biển, nên họ lớn tiếng réo gọi: cứu tôi với, xin phát tâm từ bi cứu chúng tôi đi. Ta lập tức nói ngay với họ rằng: các anh không phải sợ, ta sẽ giúp các anh vượt qua biển lớn này. Thế là ta quay lại bơi đến nơi năm người gặp nạn. Trong tâm ta luôn miệng niệm thầm: trên đại dương xác người sẽ không chìm đâu. Nếu hôm nay ta hỷ xả thân này, thì năm người lái buôn này sẽ được cứu thoát. Ta quyết định, một tay cầm phao, một tay cầm bảo kiếm, nói với họ rằng: các anh mau trèo lên thân thể của ta, phải nắm chắc không được buông tay. Năm người kia vì muốn thoát nạn, có người thì trèo lên lưng tôi, có người nắm chắc vai tôi, người thì bám chặt chân tôi. Sau đó ta dốc hết lòng can đảm và lòng tin, lập tức dùng thanh gươm kết liễu sinh mạng của mình.
Không bao lâu sau, mặt biển cuộn lên một đợt sóng lớn dữ dội. Trong tích tắc, đẩy cái xác chết này lên thẳng bờ biển. Năm người lái buôn được đưa lên bờ bằng cách như vậy, hoan hỷ đón mừng sinh mạng mới tái sinh. Năm người lái buôn đó chính là năm đệ tử được phổ độ giải thoát đầu tiên nhất. Năm người này có nhân duyên mấy kiếp với ta. Kiếp trước trên đại dương, ta giúp họ thoát khỏi kiếp nạn, được an toàn, hoan hỷ trở về quê nhà. Hôm nay, ta giúp họ thoát biển khổ sinh tử luân hồi, được siêu độ giải thoát, an toàn đi đến bờ cõi Niết Bàn tịnh độ.